Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Viên Tích của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lặp lại tiêu đề ở trong Microsoft Excel. Ví dụ như ở đây, tôi có một tập tin gồm có 3 trang. Và bây giờ tôi muốn lặp lại tiêu đề ở đây cho cả 3 trang thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chọn thẻ Page Layout và chọn Print Title. Chọn Row to Repeat at Top và chúng ta sẽ quét vùng ở đây. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại từ dòng 12 tới dòng 14. Chúng ta có thể xem trước khi in, click vào Print Preview. Như vậy đây là trang thứ nhất. Trang thứ hai đã kèm theo tiêu đề ở đây. Và trang thứ ba cùng kèm theo tiêu đề. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.